Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã click vào video này của Liên nha. Thì Liên đang đứng đây là chiếc xe Sonic màu này thực sự cũng khá là rất là mới ở bên Liên ha. Là màu đỏ candy nha. Thì mình thấy được là dòng Sonic á thì rất được nhiều bạn trẻ ưa chuộng bởi vì nó mang một phong cách thật là rất là thể thao ha và rất là cá tính nữa. Đối dòng xe Sonic như thế này thì mình thấy thiết kế được á, nó sẽ là về màn hình sẽ được là màn hình là LCD này. Về phần ghi đông thì rất là chắc chắn ha, phần ghi đông chắc chắn. Khi mà mình đi với tốc độ cao thì nó không bị rung lắc nhé. Về dáng vẻ thì khá là đầy đặn. Màu này cũng là màu sơn 3D ở bên Liên ha, là màu mới nhé. Màu đỏ candy này bên Liên hiện tại đang bán có giá là 54 triệu ha. Đối với những màu sơn ở bên Liên thì bên Liên có bảo hành màu sơn trong vòng 1 năm nhé. Và bảo hành xe thì được bên Liên có bảo dưỡng định kỳ trong vòng 3 năm hoặc là 30.000 cây nhé. Và bên cạnh lên đây thì Liên có chiếc xe Sachia này, Sachia màu hồng khá là bánh bèo ha. Chiếc Sachia này đây là Sachia tư nhân nhé. Màu này bên Liên có cả Sachia chính hãng luôn ha. Và đối với dòng Sachia tư nhân này cũng là màu sơn luôn. Màu sơn này bên Liên hiện tại đang bán có giá là 54 triệu 500 ha. Và nếu mà màu này mà màu chính hãng á, thì bên Liên bán có giá là 51 triệu nhé. Về khi mà mình mua góp với dòng Sachia này á, thì mình chỉ cần đưa trước số tiền từ 8 triệu là mình có thể rinh xe được rồi ha. Về thủ tục thì mình chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân là mình có thể rinh xe được rồi nhé. Bên cạnh này thì Liên có chiếc Sachia màu tím này. Cà vẹt này sẽ ra màu tím đen nhé. Về giá thì cũng bằng với giá của chiếc Sachia màu hồng như này luôn ha. Cũng là 54 triệu 500 ha. Bên cạnh này thì Linh có chiếc Sachia màu xanh nước biển này. Rồi bên cạnh đây Linh có chiếc xe Sonic màu tem rất son này ha. Màu này có một thời rất là nhiều người ưa chuộng cái màu tem rất son như thế này ha. Màu này bên Linh cũng bán hiện tại có giá là 54 triệu nhé. Bên cạnh thì Linh có được chiếc xe Sachia màu xanh. Màu xanh lục bảo như vậy này ha. Sonic màu xanh lục bảo này. Rồi. Bên cạnh đây thì Linh có được chiếc Sonic màu tím luôn nè. Màu tím titan nhé. Khi mình nhìn nghiêng thì nó sẽ hơi có ánh hồng một chút nhé. Và dòng Sonic này thì khi mua góp thì mình cũng chỉ cần đưa trước cho Linh từ 7 triệu là mình có thể rinh xe được rồi nhé. Rồi đây thì đứng đây là chiếc xe Sonic màu đen nhám. Đây là một trong những chiếc xe Sonic là màu jean ha và rẻ nhất ở bên Linh nhé. Màu này thì bên Linh hiện tại đang bán có giá là 52 triệu ha. Đây, màu đen nhám và mâm đỏ ha. Nếu mà các bạn nào mà không thích là một màu nổi trội quá thì mình có thể rinh chiếc xe này. Giá cả thì khá là ok ha. Rồi. Bên cạnh này thì Liên sẽ có thêm được chiếc xe Sonic màu vàng này. Màu vàng này thì rất là phù hợp cho những bạn mà thích nổi bật một tí này, da trắng một tí là đi xe này rất là hợp ha. Chiếc dòng Sonic này thì bên Liên có lên thêm độ thêm cho mình được là cái baga titan có két nước này. Ngoài ra mình có thêm được chống đổ này. Hoặc nếu mà mình mua xe mình muốn gắn thêm những cái phụ kiện thêm thì bên Liên có gắn theo nhu cầu của mọi người luôn nhé. Và khi mình mua xe thì mình liên hệ với Liên theo số điện thoại là 0985794100 ha. Số này Liên có dùng Zalo luôn nhé. Rồi, ở đây Liên có một chiếc xe Sachia màu khá là mới luôn nhé. Màu trắng hồng này. Màu này bên Liên cũng mới sơn màu này mới về luôn nhé. Màu khá là mới luôn. Đây, trắng hồng đen. Cà vẹt sẽ ra ba màu luôn là trắng hồng đen. Mọi người yên tâm nha, khi mua xe bên Liên á mà xe màu như thế nào cà vẹt sẽ màu như vậy luôn ha. Về màu sơn thì bên Liên cũng sẽ bảo hành cho mình trong vòng 1 năm. Đặc biệt bên Liên là có thâu xe cũ và đổi xe mới luôn. Khi mình có xe cũ thì cứ mang lên bên Liên thâu lại với giá cao cho mình ha. Ở trong này Liên sẽ có thêm được mấy màu xe Sonic. Có một xe Sonic màu hồng khá là đẹp luôn ạ. Liên theo Liên nhé. Đây. Đây, màu này thì cũng rất là mới ở bên Liên ha. Cái xe Sonic màu hồng này khá là mới và trông rất là dễ thương. Nếu mà khi mà mình thích cái màu hồng nhạt, bên Liên có hồng nhạt luôn. Còn màu hồng đậm này thì mình thấy nó đỡ nổi trội hơn so với màu hồng nhạt một tí ha. Màu này thì bên Liên hiện tại cũng bán có giá là 54 triệu luôn nhé. Rồi, bên cạnh này thì Liên có chiếc xe Sonic là màu trắng ngọc trinh này, màu trắng này ha. Thì màu này, xe này thì bên Liên cũng lên thêm được cái baga titan cũng như là cái két nước ha. Mua góp thì mình cũng chỉ cần đưa trước cho Liên từ 7 triệu là mình có thể rinh xe được rồi ha. Rồi. Về thủ tục mua góp thì mình chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân thì mình có thể rinh xe được rồi nhé. Và khi mình mua xe thì mình liên hệ với Liên theo số điện thoại 0985794100 ha. Số này Liên có dùng Zalo luôn nhé. Địa chỉ cửa hàng Liên là ở đường Nguyễn Văn Thành hay là DT741, khu phố Phú Nghị, Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ha. Cửa hàng Liên tên là xe máy nhập khẩu hướng Thành Phát nhé. Mình đến cửa hàng thì có liên hệ trước với Liên thì Liên sẽ giảm giá trực tiếp vào giá xe cho mình là 500.000 đồng ha. Ngoài ra Liên gửi tặng cho mình được nhiều phần quà như là hai nón bảo hiểm này, áo mưa này, bảo hiểm xe máy nữa ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Liên ha. Bye bye.